Hello, hello tất cả bạn nha. Bế lục. Rồi hello Quang, hello chú, hello Gana nhá. Rồi hôm nay thầy sẽ chữa cho các bạn một cái đề gọi là đề số 3. Thì đáng lẽ nó chữa một cái đề số 2 nữa, nó cũng khá là hay và khó. Được chưa? Thế tuy nhiên là đề số 3 này thì nó dễ dễ hơn nên là thầy sẽ chữa đề số 3 trước. Được chưa? Để tiếp cận với số đông cái đã. Sau đó đề số 2 thầy sẽ quay lại thầy livestream nhá. Đó. Thì bạn nào mà chưa vào nhóm, được chưa? Thì các bạn vào để lấy cái link đề nhá các bạn nhá. Được chưa? Để chúng ta có thể làm luôn. Được chưa? Hello. Không biết là các bạn đã thi chưa nhỉ? Lúc nào thi nhỉ? Thi chưa kỳ nhỉ? À, đây này em làm xong rồi. Rồi. Tốt nha. Siêng đấy. Làm ổn đúng không? Rồi, hello ư nha. Đấy, đặt cái tên gì đọc khó thế. Rồi, thầy sẽ bắt đầu chữa luôn các bạn nhé. Chữa luôn chưa? Bắt đầu triển luôn này. À, triển sớm, nghỉ sớm này. Nha. Đấy, cũng không dây dưa làm cái gì. Điều ok, mỗi tôi trả lời ngắn hơi khó. Cái phần trả lời ngắn là phần tự luận này. Bởi vì cái đề này thì cái chỗ này ấy thì cả trường là có vẻ là cả trường cả bạn thế nào, nhưng mà cả trường xung quanh thầy thì cái nội dung trả lời ngắn ấy được đổi thành phần tự luận, thấy chưa? Nên là thầy ra theo đúng cái cấu trúc tự luận luôn nha. Hình chỗ em chưa học đề này. Ô, hình giờ này con chưa học á hả? Thế sao mà thí đấy, hình nó dài cực kỳ các bạn ạ. Hình super dài luôn, thấy chưa? Học bây giờ còn còn không kịp nữa là đấy. À, tức là trường em đang đẩy phần đại số lên đúng không? À, hiểu rồi. Đấy thì mỗi trường này mỗi khác, nhưng mà đa phần là sẽ học đại hình song song với nhau. Được chưa? Đấy, đại hình là thường là cả trường họ sẽ ra song song nhá. Đấy, thế là trường em thi đến phần lim luôn à. Đúng không? Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu buổi live anh em này luôn nhá. Được chưa? Nào, người ta yêu cầu tính gốc lượng giá alpha thỏa mãn sin alpha bằng 3/5, mình nào đúng tức là tính cột đấy các bạn. Được chưa? Thì câu này rất là dễ đúng không? Chỉ cần là dùng sin bình cộng với cột bình thì bằng 1. Vậy thì lúc này các em tính được cột bình. Đấy, cột sẽ bằng căn bậc 2 của 1 trừ sin bình. Đấy, thế nhưng mà nhớ là cộng phải có cộng trừ nhá, được chưa? Căn ra thì phải có cộng trừ, được chưa? Đấy, cộng cộng trừ. Thì chỗ này là 1 thành trừ đi 3 phần 5 tất cả bình. Đó. Với cái cấu trúc form mới thì bây giờ nếu mà hỏi dạy bấm máy tính đi thấy thì em không học được đâu nhá. Đấy. Câu nào mà bấm được, được chưa? Thì hướng dẫn bấm. Còn câu nào không nên bấm thì không hướng dẫn, được chưa? Còn bây giờ ngồi dạy bấm máy tính đi thì ấy. Đấy, với việc cấu trúc form mới như thế này ấy, thì D sẽ vả sấp mặt em luôn nhá. Đấy, D sẽ vả sấp mặt luôn đấy. Cho nên đừng hỏi dạy bấm máy tính đi thầy. Cái nào dạy được đấy thì hướng dẫn. Còn cái nào mà không nên bấm. Cái này không, bây giờ nó không giống như là cái cấu trúc hồi xưa đó các bạn ạ. Được chưa? Đấy, nó sẽ ra cộng trừ 4/5 đúng không? Không phải là bây giờ ngồi ngồi học mỗi cái Casio đâu các bạn. Đấy. Toàn toàn thực tế không à. Rồi, thế nhưng mà cộng hay trừ? Đấy, cộng hay trừ thì chúng ta phải xem xét. Đó là cái góc alpha thì chạy từ 0 cho đến gì? À, cái góc alpha đúng không ạ? Đây, nhớ là cái vòng tròn lượng giá của chúng ta là như này đúng không? Thì cái này là 0 độ này, được chưa? 90 độ này. Pi đến 2 là 90 độ các bạn. Đúng không? Còn đây là 180 độ tức là pi đây các bạn. Vậy thì cái góc từ 0 đến pi trên 2 này, từ 0 đến pi trên 2 chỉ là góc này đúng không? Đấy. Thì chúng ta chỉ cần chấm một điểm ở đây và gióng xuống cái trục. Nhớ là trục cột thì nằm ngang, để cho trục sin thì thẳng đứng nhá. Đấy.
Ok, tắt cái máy tính đã. Được chưa? D này không có phần giới hạn, D này không ấy nhá, D này giới hạn để phân cấp số cộng thôi. Được chưa? Vì đa phần là đang ở dãy số. Thì còn nếu bạn nào đang học giới hạn nó thì chắc chắn là chưa học hình đúng không? Đấy, chưa học hình. Rồi. Thì D này thầy hướng đến những bạn là học cả đài cả hình song song nhá. Được chưa? Thế còn trường trường bạn nếu mà học chưa học hình thì các bạn là phải làm đề khác nhé. Ở đây thì chúng ta thấy là cái cốt của chúng ta là mang dấu dương này các bạn này. Nếu mà chúng ta chiếu sang đây thì các bạn thấy là cái phần này là phần dương của cốt đấy, đúng không ạ? Đấy. Cho nên là cốt dương nhá, cốt dương nhá, được chưa? Vậy thì cái cốt của chúng ta sẽ bằng là 4/5. Ở đây thì thầy giảng cả phần bản chất luôn các bạn nhá. Được chưa? Rồi. Ok. Tiếp theo câu hỏi số 2 rồi còn biểu thức này. Nào rồi còn biểu thức. Được chưa? Nào rồi còn biểu thức là gì đây các em? Câu này rồi còn là cái gì? Ở đây thì chúng ta sẽ cần phải nhớ nào, sin trừ sin à? À, sin trừ sin là cái gì? Sin trừ sin nó là cái gì các bạn? Nào. Các bạn phải nhớ cho thầy cái công thức này, cái công thức là gì ạ? Cốt cộng cốt bằng 2 cốt cốt. Cốt trừ cốt bằng trừ 2 sin sin, sin cộng sin bằng 2 sin cộng, sin trừ sin bằng 2 cosin đúng không? Đấy, sin 3x nha. Trừ sin x, sin trừ sin bằng 2 cosin đúng không? 2 cosin. Nhớ là cái công thức của chúng ta ấy, cái công thức của chúng ta sẽ là lấy hai góc này cộng lại chia gì? Chia đôi, tức là 4 3x cộng với x thì được gì? 4x, 4x chia đôi thì được gì? 2x, được chưa? Tiếp theo là 3x trừ x đúng không? 3x trừ x được 2x, 2x chia đôi được x. Đấy nhá. Thế còn 2 cột bình trừ 1 thì cái là phải thuộc công thức rồi. Đúng không ạ? Đấy. Thuộc công thức là gì các bạn nhỉ? Thuộc công thức gì đây nhỉ? À, đó là gì các bạn? Đó là cột 2x đúng không ạ? Cái này phải thuộc công thức các bạn nhá, chịu khó không thuộc. Vậy thì biểu thức M sẽ là bằng 2 cột 2x nhân với sin x chia cho cột 2x. Đúng không? Vậy thì cột 2x với cột 2x là hết đúng không nhỉ? Vậy còn lại là 2 gì? 2 sin x. Đấy, D thì thầy đã áp sẵn rồi nhá. Các bạn thì câu nào các bạn làm được thì các bạn comment giúp thầy luôn, được chưa? Cho nó lực nó xôm các bạn. Ok chưa các bạn ơi? Bạn nào mà chưa vào nhóm bạn nào mà chưa vào nhóm lấy miễn phí lấy link D thì các bạn lấy luôn nhá. Vào vào luôn nhá. Để cho link ở phần bio đấy các bạn. Tiếp theo ta sang cái câu hỏi thứ ba nhá, thứ ba. Nào thứ ba nào. Cho đồ thị hàm số y bằng cô tang x như hình vẽ bên dưới, hỏi rằng là mệnh đề nào sau đây là đúng. Được chưa? Mệnh đề nào sau đây là đúng. Ok, nào comment cho thầy biết nào, mệnh đề nào sau đây là đúng ạ? Cái hàm số y bằng cô tang x nghịch biến từ 0 đến 2π. À, từ 0 đến 2π nghịch biến đúng hay sai? Cái biến đúng hay sai nào? Lớp mình comment cho thầy cái câu hỏi số 3 thầy xem nào. Câu này đáp án gì? Rồi quán comment 3C. Rồi có bạn nào nữa không? Có bạn nào nữa không? Minh Tâm đang bơn bún ngu. Comment C. Rồi. Comment 3A. Đấy, toàn những cái tên rất là hay đúng không? Đấy, bạn thì bún ngu, bạn thì Rồi. Ok. Nào chúng ta cùng xem xét một chút này. Ví dụ đáp án A nha, từ 0 đến 2π, đúng không ạ? Từ 0 đến 2π tức là x chạy từ 0 đến 2π đấy các bạn. Thế từ 0 đến 2π nghịch biến tức là gì? Nghịch biến tức là đồ thị nó đi xuống đấy các bạn. Từ trái sang phải nó đi xuống người ta gọi là nghịch biến. Thế nhưng mà ấy, các bạn nhìn này, trong khoảng từ 0 đến 2π đấy nó đi xuống thật, đúng là nó đi xuống thật. Đấy chưa? Đấy, nó đi xuống đúng là thật. Thế nhưng mà ấy, ở giữa này này, ở giữa này này nó đi xuống lại không liền mạch các bạn, nó đi xuống không liền mạch, nó bị gián đoạn ở cái chỗ này này. Sau đây các bạn học lím là các bạn sẽ hiểu cái từ gián đoạn nhá. Ở đây nó đi xuống nhưng mà không mang tính chất liên tục. Ví dụ như đi xuống kiểu như này thì được này,
Được chưa? Nhưng mà nó rẽ thành hai nhánh đi xuống thì nó sẽ không không nghịch biến đến cả cái quả này. Tại đấy nó người ta gọi là tại cái vị trí tại pi này là không xác định, được chưa? Nó không không nghịch biến được trong cả cái khoảng này, các em hiểu cho thầy nhá. Trong khoảng từ 0 đến 2 pi nó có hai nhánh đi xuống lần, được chưa? Đấy, ví dụ đi xuống cả thì được nhá. Đấy. Chứ còn chia thành hai nhánh như này là nó không liên tục, để cho không đồng biến lên, không nghịch biến một cách liên tục, được chưa? Cho nên cái đáp án này nó không đúng các bạn nha. Thế còn bằng quá thì comment là bằng C, thấy xem này. Từ 0 đến pi đúng không ạ? Bằng quá comment C, đây, từ 0 đến pi này. Thì hàm số này đi xuống đúng không ạ? Đi xuống thì sao gọi là nghịch biến được đúng không? Đấy, đi xuống thì sao gọi là nghịch biến được? Đúng không? À, đi xuống là đi xuống thì sao gọi là đồng biến được đúng không? Đấy, người ta bảo là đồng biến. Đi xuống thì không gọi là đồng biến được, được chưa? Đấy, câu này là B các bạn nhá. Ok, B. Pi đến 4 đến pi đến 2 đây, pi đến 4 đây các bạn này. Đây là pi đến 4 đây này. Đến pi đến 2 đây. Đấy, trong khoảng từ pi đến 4 đến pi đến 2 thì đúng là cái này nó đi xuống thật. Các em hiểu cái chỗ này không ạ? Được chưa? Đấy, pi đến 4 đến pi đến 2 đô thì này đi xuống. Đấy, các bạn thấy không? Được chưa? Có hiểu cái chỗ này không? Đấy. Thì như vậy cái này sai ở chỗ này này. Nhá, sai ở chỗ đồng biến, đó chưa? Ok, cái chỗ này chưa cả cái chỗ này chưa các bạn ơi. Nhá. Rồi. Thầy tiếp tục nhá. Thầy tiếp tục với câu hỏi số 4. Nào, hàm số cotang x là hàm số tuần hoàn của chu kỳ là bằng bao nhiêu đây? Nào, các em comment hai câu này cho thầy luôn nào. Nào. Hai câu này comment luôn nào. Rồi, ok, bạn Thảo Quyên Vĩnh Đạt D, IVA D, Minh Tâm Bún Gu D, Rồi D, Thảo Quyên D, A, rồi, Khu Cớt, D, Tuần Huynh D, rồi, Nguyễn Phương D, rồi, ok, bạn Thơ Nhờ B, đấy, nhớ ham gì ạ, nhớ ham tăng, đúng không? Nhớ ham xín này, nhớ ham xín và ham cốt là chu kỳ là 2 pi, được chưa? Còn tang với cổ tang thì cái chu kỳ của chúng ta sẽ là pi các bạn nhá, được chưa? Là đế nhá. Ok chưa? Có vẫn có bạn nhầm ở này. Tiếp theo câu 5, tập nghiệm của phương trình sin x bằng 0 là gì? Câu này thì dễ rồi. Các bạn chỉ cần ấn cái nút shift sin là xong. Đấy, shift sin của 0 ấy, đúng không? Shift sin của 0 sẽ là bằng 0, được chưa? Đấy, bằng 0 nha, shift sin của 0 là 0. Thế nhưng mà sin của bằng 0 thì đuôi của ta sẽ là đuôi gì các em? Đuôi của ta sẽ là đuôi gì? Đuôi cá pi. Được chưa? Đấy. Thế đáp án là gì? 5 gì ạ? 5 A đúng không? Ok, rất nhiều bạn chỉ sáng này. Thì Quyên này. Quang này. Ok, Nguyễn Phương ok chỉ sáng coi nha. Rồi, tiếp theo câu 6. Tập nghiệm của cột x bằng trừ 1 phần 2. Quá dễ luôn đúng không ạ? Comment thật nhanh cho đây nào. Thật nhanh nào. Thật nhanh câu này nhá. Rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ bấm shift code của trừ 1 phần 2 đúng không các em? Đấy, shift code của trừ 1 phần 2 thì nó là bằng bao nhiêu? 2 pi chia 3 đúng không ạ? 2 pi chia 3. Và nhớ là hàm cốt có hai nghiệm, đuôi là đuôi K2pi. Và một nghiệm nữa sẽ là gì? À, là trừ 2pi đến 3 nữa đúng không? Một nghiệm là alpha. Nghiệm kia sẽ là trừ alpha. Nhớ nha, thấy chưa? Tức là cộng trừ 2pi phân 3 cộng K2pi. Rồi, cứ rồi comment B à? Ui giời ơi, Quang C, Minh Tâm C, ok, chính xác, C nhá các bạn nhá. Shift code của trừ 1 phần 2 chỉ là bằng 2pi chia 3, ok chưa? Tiếp theo câu 7 nào, cấp số công của cái này, số 81 là số hàng thứ mấy?
Đấy, à thứ bao nhiêu nhá. Đấy. 81 là số hàng thứ bao nhiêu? Nào. 81 là số hàng thứ bao nhiêu cả lớp ơi? 81 là số hàng thứ bao nhiêu? Ok, đã có Quang comment. Được chưa? Quang comment rồi. Nào. Câu 7 đi. Phần trước nào. Chúng ta có gì nào? Công thức của cấp số cộng sẽ là UN sẽ bằng U1 cộng N trừ 1 nhân D. Số 81 tức là ý là UN là 81 đấy các bạn. U1 là trừ 5. Đúng không? Đấy, N trừ 1 nhân D, D ở đây là 2. Vậy thì các em sẽ tìm ra D, à, tìm ra N thôi đúng không? Đấy, tìm ra N thôi. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ gõ vào máy tính sẽ là gì đây? 81 đúng không? Cộng 15 chuyển về chia 2. Được chưa? Rồi cộng với gì? Cộng 1 nữa. Kết quả được 44 đúng không các em? Đấy, 44. Được chưa? 44 nha. B, số hàng thứ 81 chính là 44. Ok chưa? Rồi, Lê Việt Thành. Rồi, comment câu 8 này có bạn là comment luôn câu 8 với này này. Nha. Câu 8 nào. Trong hoặc hành lý 6 khẳng định nào đúng? Quá hai điểm phân biệt có duy nhất một mặt phẳng. Được chưa? Quá ba điểm phân biệt có bất kỳ. Được chưa? Có duy nhất một mặt phẳng. Quá ba điểm không thẳng hàng có duy nhất một mặt phẳng. Quá bốn điểm phân biệt bất kỳ có duy nhất một mặt phẳng. Nào comment xem. Comment xem. Rồi. Bạn Việt Thanh comment là D. Nhưng bạn khảo có ý kiến gì không nhỉ? Này các bạn đây rất hay sai lý thuyết đấy các anh. Nhá. Rất hay sai lý thuyết luôn. Được chưa? Làm gì thì làm, cứ toàn sai lý thuyết không. Đúng không? Nào. Comment xem đi. Bạn Chu comment C. Đấy, đã có ý kiến trái chiều này. Trọng Thắng comment C. Rồi, thầy giải thích này. Quá hai điểm phân biệt đấy, được chưa? Thì ví dụ hai điểm như này thì các bạn có thể tạo ra được vô số cái mặt phẳng đúng không ạ? Đấy, có vô số cái mặt phẳng bạn có thể vẽ ra được. Miễn là đi qua hai điểm này. Câu này sai. Quá ba điểm phân biệt bất kỳ, được chưa? Khi người ta bảo là bất kỳ này thì có khả năng là ba điểm này có thể thẳng thẳng hàng. Nếu ba điểm mà thẳng hàng với nhau thì các bạn cũng có thể vẽ được vô số cái mặt phẳng, được chưa? Đấy. Thì quá ba điểm không thẳng hàng, đúng không? Quá ba điểm không thẳng hàng thì các bạn chỉ vẽ được duy nhất một mặt phẳng thôi, tức là câu này sẽ là C các bạn nhá. Ok, C các bạn ạ. À. Câu 8 là C nhá. Còn bốn điểm phân biệt bất kỳ, được chưa? Thì có thể là bốn điểm này có thể là thẳng hàng đúng không? Đấy, câu này cũng sai luôn. Được chưa? Ok. Nào chúng ta sẽ tiếp tục. Rồi, khá là nhiều bạn đã comment sang cái câu hỏi số 9. Câu 9 nào. Cho tan alpha bằng 2 tính tan của alpha trừ pi trên 4. Câu này thì mục đích là để gì? Để kiểm tra cái công thức của bạn thôi. Được chưa? Xem là có nhớ hay không thôi. Tan thì gì đây đúng không? Tan thì tổng tan chia 1 trừ tích tan cả thứ đấy, được chưa? Đấy. Đấy, các bạn sẽ lưu ý cho thầy như sau. Tan của A trừ B đúng không ạ? Thì là bằng tan của A trừ tan của B. Đúng không? Đấy. Sau đó thì 1 cộng tích tan. Nhớ là cái này này. Cái bệnh mèo mà nhớ đó là gì? Ở đây là dấu trừ thì đây cũng là dấu trừ. Được chưa? Thì nhưng mà ở dưới thì lại là dấu cộng nhá. Đấy. Tan tổng chia 1 trừ tích tan. Đấy, các bạn nhớ cho thầy bài thơ đó. Được chưa? Rồi ok, Quang 9D, Trọng Thắng D, Tiểu Bảo Bòi Cua D. Nhá. Có ba bạn comment là D. Bây giờ chúng ta xem nào. Chúng ta có là gì đây? Tan của alpha trừ pi trên 4. Được chưa? Rồi thầy để câu 10 để luôn nhá. Tan của alpha cộng với pi trên 4 trừ pi trên 4 chính là tan của alpha.
trừ 8 của pi trên 4, đúng không ạ? Chia cho đấy, 1 cộng tích tan, tức là tan alpha nhân với tan của pi trên 4. Thì các em bấm máy tính cho thầy, đó là cái tan của alpha ấy, à tan của pi trên 4 ấy. Đây, tan alpha là bằng 2 rồi nhá. Còn tan của pi trên 4 là bằng 1. Đấy, 1 cộng 2 nhân 1, kết quả sẽ ra 1/3, được chưa? Câu này là đi. Ok men. Được chưa? Rồi, ta tiếp tục với câu hỏi số 10. Như vậy các bạn là comment đúng rồi đấy. Nguyễn Quang đúng rồi, trong thằng đúng rồi nhá. Tiếp câu 10 nào các bạn. Câu 10. Được chưa? Câu 10 này cần vẽ hình qua một tí. Đúng không? Cần vẽ hình qua một tí nào. Người ta cho đáy là hình bình hành. Tạm mò. A B C D. Đáy hình bình hành tạm mò. Đó. Tạm mò đây. Y là trung điểm của EC. Y là trung điểm của EC. Ok, Y đây. Khẳng định nào sau đây là sai? Khẳng định nào sau đây là sai? Nào các bạn comment là 10 gì nào? 10 gì nào? 10 gì? 10 gì nào? Mặt phẳng IBD nào, đây bây giờ thầy vẽ này. IBD là mặt phẳng này đúng không? Đấy. Với mặt phẳng SAC đây. Mặt phẳng SAC đây. Đúng chưa? Mặt phẳng SAC đây. Ok không ạ? Thì rõ ràng là các em thấy là gì nào? Mình muốn tìm được cái giao tuyến. Đúng không? Cái này gọi là bài toán giao tuyến đấy. Thì bước 1 là chúng ta phải tìm ra cái điểm chung. Phải không? Thì các bạn thấy cái điểm chung là Y này, đúng không? Đấy. Và cái điểm thứ hai cũng là điểm O luôn này, thấy không? IO. Y là thuộc IBD, đúng không? Mà cái điểm Y thì cũng thuộc EC, cho nên Y sẽ nằm trên SA, SAC, đúng không các em? Đấy, Y nằm trên SAC và Y cũng nằm trên EBD luôn, đúng không ạ? Đây, Y cũng nằm trên EBD luôn. Ngoài ra thì cái điểm O này thì cũng nằm trên AC, cho nên là nó nằm trên SAC. Còn điểm O này cũng nằm trên IBD, đúng không? Vì nó nằm trên BD mà, cho nên là cái này chính xác thôi, được chưa? Đó, ok chưa? Rồi, nhớ là comment theo cú pháp là 10 gì nhá, chứ còn bây giờ các bạn cứ comment là D hay C hay gì thì thầy cũng biết là các bạn đang comment câu nào cả nhá. Tiếp theo nào, cái đoạn người ta bảo là IO song song với SAB đúng hay sai? Đây, nối Y với O lại đấy nhá. IO song song với SAB. Câu này đúng rồi nhỉ? Đấy. Bởi vì sao? IO là đường trung bình đúng không? Y trung điểm này, O trung điểm này, đúng không? Y trung điểm EC này, O trung điểm AC này, thấy chưa? Như vậy IO là đường trung bình chưa? IO trung bình thì song song SA. Đấy. Mà SA thì lại là nằm trong SAB, cho nên là nó sẽ song song với mặt này là chính xác. Được chưa? Ta xem ID nào. IO song song với SAC. IO song song với SAC. Câu này sai rồi, IO nằm trong SAC luôn đúng không ạ? Đấy, các bạn thấy SAC đấy chưa? IO nằm trong SAC chứ nó không song song nhá. Đấy, nó nằm trong mặt phẳng luôn. Cái chỗ này sửa lại thành dấu con thì đúng này nhá. Được chưa? Đấy. Ok, câu 10 là như vậy. Được chưa? Câu 11 nào các em. 11 là một câu liên quan đến lý thuyết. Được chưa? Là một câu liên quan đến lý thuyết nào. Một câu liên quan đến lý thuyết. Toán mấy đấy à? Toán lớp 11 em nhá. Được chưa? Toán lớp 11 em ạ. Nào, câu này thì comment là cái gì đã nhỉ? Câu này là gì? Một đường thẳng có hai điểm phân biệt thuộc mặt phẳng. Đây. Một đường thẳng có hai điểm thuộc mặt phẳng. Hai điểm này thuộc mặt phẳng. À, thì đó đang nằm ngoài cái điểm. Cái đường thẳng này nó sẽ nằm trong mặt phẳng. Câu này chỉ sáng luôn. À, chỉ sáng. Đúng không? Ok, ok bạn Dũng nha, đang bốn ngu nha. Được chưa? Bạn ok bạn ư nha, ok bạn Nguyễn Phương nha. Được chưa? 11 a. À, được chưa? Đó là dễ.
Nào, ta tiếp tục với câu 12. Cho từ diện ABCD. Rồi, cho từ diện ABCD. Mình vẽ cái hình tí. Cái file D thầy đã up ở trong nhóm miễn phí rồi đó nhá. Để cho thì các bạn tải về để theo dõi cho nó dễ. Đây là ABCD. G là trọng tâm của BCD, đúng không? G là trọng tâm. Thì các em nhớ là trọng tâm thì mình chỉ cần vẽ gì ạ? Vẽ một đường trung tuyến thôi là được rồi nhá, đừng có vẽ nhiều quá. Nếu mà trong nhiều tình huống mà mình cần vẽ thì vẽ thôi. Được chưa? G là trọng tâm. Chia 3 phần nào. Y là trung điểm của CD. Đây, Y đây, trung điểm luôn. Giao tuyến giữa ABG. Ok, giao tuyến giữa ABG với là ACD. ABG với ACD là đường gì? Đấy. Đường gì các em? Rất là nhanh gọn đúng không? Đường gì? Rồi. Đây, ABG này, ABG thực ra là AIG, AIB đấy các bạn. Có đúng không? Đấy, ABG chính là mặt ABI luôn. Đúng không ạ? Thì thực ra là chúng ta đang đi tìm giao tuyến cho ABI và ACD thôi. Đúng không? Đấy. Thì rõ ràng là AI rồi. Ok. Được chưa? C nhá. Đấy, các bạn thấy cái đoạn AI là đoạn trúng chưa? Đấy, điểm A trúng là 1 này. Được chưa? Điểm Y thì cũng trúng luôn đúng không? Y thuộc ACD này. Và Y cũng thuộc ABG này, thấy chưa? Ok nhá. Rồi chúng ta sang cái phần nội dung phần 2, đó là phần trả lời đúng sai. Nào, phần trả lời đúng sai nào các em. Cho tam giác ABC có sin B bằng A cộng C. Được chưa? Sin B bằng A cộng C. Nào, câu này đúng hay sai đây các em? Rồi. Thầy soạn theo đúng cấu trúc của đề của bộ nhé, tức là 12 câu trắc nghiệm em nhé. Được chưa? Đấy, đề của bộ là 12 câu trắc nghiệm đấy. Đúng cấu trúc đề thi đại học các bạn. Được chưa? Bên trường cả bạn thì bao nhiêu câu? Chỗ em 18 à. Nào, bấm máy gì? Bản chất đi. Các bạn nhớ này, trong tam giác thì mình có là A cộng B cộng C là bằng gì? 180 độ, đúng không? 180 độ, được chưa? Vậy thì ta check lại xem này. Ta check lại một chút ở cái sin A cộng B này nhé. Sin A cộng C chính là bằng sin của gì? Pi trừ đi B, đúng không? Bởi vì A cộng C là bằng Pi trừ B, bởi vì tổng của chúng là bằng 180. Mà mình lại có một cái nhóm công thức đó là sin bù, đúng không? Sin bù ở đây là hai góc Pi trừ B. Pi trừ B chính là hai góc bù đấy. Cái Pi chính là bù đấy, đúng không? 180 á. Sin bù tức là gì? Tức là hai góc bù nhau thì sin nó sẽ bằng nhau thôi. Tức là bằng sin B. Ý này đúng, đúng không? Ok, ý này đúng nhá. Rồi, NTN A chính xác rồi. A sai là sai rồi. Ok, bạn Dũng A đúng chính xác rồi. Được chưa? Ok chưa? Rồi. Tiếp theo. Ý B đúng hay sai? Nào. Ý B đúng hay sai cả lớp? Ý B đúng hay sai? Comment xem. B đúng hay sai? Nào, chúng ta phân tích một cái chút ở cái cốt của A cộng B cộng 2C nha. Các bạn tách ra cho thầy là thành cốt của A cộng B cộng C. A cộng B, Y B nhá. Được chưa? Cộng C rồi lại cộng C nữa, 2C mà. Được chưa? Lúc này các bạn sẽ ra được cột của Pi cộng C. Đấy, Pi cộng C. Ok chưa? Rồi.
Nếu mà các bạn không thuộc cái nhóm công thức cơ bản ấy thì các bạn có thể có email này để làm này. Code thì bằng gì? Các bạn chỉ cần học thuộc các cái nhóm cơ bản thôi. Đấy. Thì đó chính là code. Đấy, code code thi của cô sin sin dấu trừ ấy, đúng không? Cô C. Cô pi nhân với cô C trừ đi sin pi, cô sin sin mà. Sin pi nhân với sin C. Thì cột pi là bằng trừ 1 các em. Đấy, trừ 1. Sin pi là bằng 0 nhá, 0. Như vậy thành là cột C. Được chưa? Đấy, trừ với trừ là cộng. Được chưa? Ý này đúng nhá. Rồi. Cho ba góc tuy tròn bấm máy được, nhưng mà em sẽ không thuộc công thức. Được chưa? Lúc chúng ta luyện tập thì chúng ta không nên làm như thế nhá. Đi thi thì người ta cũng chẳng được cơ mà. Không 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 khốn hơn cả thầy ra đề được đâu các bạn. Nào, tiếp theo, sin của A trên 2 bằng cột của B cộng C trên 2 đúng hay sai? Ta phân tích cái cột của B cộng C trên 2 một tí. Cột của B cộng C trên 2 chính là cột của gì? Nào, B cộng C chính là pi trừ đi gì? Pi trừ A đúng không? Đấy, pi trừ A. Rồi, như vậy chỗ này sẽ là cột của pi trên 2 trừ đi A trên 2. Mà các em lại có cái công thức là gì? Mình sẽ sử dụng cái nhỏ công thức gì? Công thức phù chéo đúng không? Đấy, công thức phù chéo tức là gì? Tức là cột của pi trừ alpha, pi trên 2 trừ alpha chỉ là bằng sin alpha. Tức là hai góc này các bạn nhớ nhé, các bạn phải thua công thức luôn này. Tức là hai góc này phù nhau thì cột nó lại bằng bằng sin, được chưa? Tức là lúc này cái thằng này chỉ là bằng sin của A trên trên 2. Như vậy cái này là cũng gì? Cũng đúng luôn, được chưa? Ok chưa? Nhá, ok chưa? Rồi mình hiểu chỗ này chưa? Tiếp. Ý dễ nào? Dễ xử lý thế nào các em? Đấy, dễ thử gì xử lý thế nào? Thầy phân tích cái A cộng B trừ 2C trên 2 này một tí. Ở chỗ này là có xuất hiện 3C đúng không? 3C thì các bạn có thể làm như này. Đó là A cộng B cộng với C. Thay thế con C vào đây. Được chưa? Thay thế con C vào đây thì như vậy thầy sẽ phải trừ đi 3C nhá. Thay thêm C vào thì thầy phải bớt C đúng không? Thì thầy xếm cộng C vào thì đây thì phải trừ 3C. Và nhớ giúp thầy đó là A cộng B cộng C chỉ là gì? Chỉ là pi. Đó. Vậy thay vào chỉ là pi trên 2 trừ đi 3C trên 2. Thì lại dùng cái công thức gì? Lại dùng cái công thức phù chéo tiếp đúng không? Tức là tan của pi trên 2 trừ alpha thì nó bằng gì? Cotan alpha. Thì chỗ này chỉ là cotan của gì? 3C trên 2. Được chưa? Còn không thì các bạn có thể cho A bằng 30 độ, B bằng 60 độ hay là C là bằng bao nhiêu độ đấy. Thì các bạn thử bằng máy tính thì cũng được. Được chưa? Thì câu này là đúng. Đúng không? Câu này đúng luôn. Phú đúng nha. Phú đúng luôn. Ok chưa? Thế nhưng mà học nó phải học bản chất các bạn. Còn bấm máy thì ai cũng bấm được. Đúng không? Rồi, câu này hiểu chưa các bạn ơi? Tiếp câu 14 nào. Câu 14 nha các em ơi. Cho hàm số y bằng cos x với x chạy từ 0 đến 3 pi. Hỏi đồ thị này là đúng hay sai? Đấy. Đồ thị này đúng hay sai? Thì rất đơn giản nào. Theo các bạn thì đồ thị này đúng hay sai? Và tại sao các bạn làm thế nào kiểm tra đúng hay sai? Bấm máy kiểu gì? Bấm máy thì em chỉ cần cho góc A là 30 độ, góc B là bằng 60 độ, góc C là bằng bao nhiêu đấy? Em cho bất kỳ đấy. Đúng không? Bây giờ này, muốn kiểm tra xem cái đồ thì này có đúng hay không nhá. Thì các bạn có thể là gì? Các bạn thử. Đúng không? Các bạn thử này.
Các bạn thử tâm cho thầy tầm 3 điểm đi. Ví dụ như là cái điểm này là tọa độ là 0,1. Cái điểm này tọa độ 0,1 đúng không? Thế bây giờ mình thấy x bằng 0 xem y có bằng 1 không? Đúng đúng không? Đấy các bạn lấy máy tính ra để mà thử ấy. Có hiểu ý thế không? Đây. Có phải là chúng ta sẽ nhập hàm số là cos x không? Sau đó chúng ta sẽ cán 0 vào, kiểm tra xem đúng bằng 1 chưa? Ví dụ thầy muốn kiểm tra xem là cái pi trên 2 này nó có đi qua hay không ấy, thì thầy thấy cái điểm pi trên 2 không vào đúng không, và một cái điểm nữa là điểm này là pi trừ 1. Nếu mà thấy tầm khoảng 3 điểm mà thấy đô thị đi qua cả ấy, thấy chưa, thì như vậy là cái đô thị đó là đúng. Ví dụ như thầy thấy là thầy pi trên 2 vào có đúng bằng 0 này, đấy, thì nó bằng 0 chưa. Hoặc là thầy thấy con pi vào thì nó đã trừ 1 đúng chưa? Đó, đúng không ạ? Thế như vậy là rõ ràng là các bạn thấy là cái đô thị này nó đi qua cả 3 điểm luôn, đúng không ạ? Cho nên là ok, ý này là đúng nhá. Đúng không các em? Rồi, tiếp này, ý B đúng hay sai? Ý B đúng hay sai? Hàm số đồng biến trên khoảng pi đến 2π. À, đây, hàm số đồng biến nó khoảng từ pi đến 2π. Từ pi đến 2π thì đồ thì như nào? Đồ thì đi lên. Như vậy là cái ý này đúng này. Từ pi đến 2π là đồ thì đi lên đúng không các em? Ok, rồi. Nghịch biến nó khoảng từ 0 đến pi đúng không? Trong khoảng từ 0 đến pi đúng không? Từ 0 đến pi này. Đồ thì đi xuống chưa? Các em thấy đồ thì ở đấy đi xuống chưa? Đấy, ok, ý này đúng luôn. Chỉ sáng. Ngoài ra thì 2π đến 3π đô thị đi xuống nhá. Từ 2π đến 3π đô thị đúng nó đi xuống thật nhá. Ok, ý này đúng luôn. Đấy. Nhớ là đồng biến thì đi lên mà nghịch biến thì đi xuống thế thôi. Ok chưa? Như vậy B đúng. Ok anh Tuấn nhá. Ok Dũng đang buồn ngủ nhá. Tiếp. Ý C nào các em? Ý C nào? Giá trị qua hàm số lớn nhất khi x bằng pi và x bằng 3π. Nào, giá trị lớn nhất. Giá trị của hàm số lớn nhất, giá trị tức là nói đến cái trục y này các bạn này. Nó lớn nhất là bằng mấy? Nó lớn nhất là bằng 1 các bạn. Thấy chưa? Nó lớn nhất là bằng 1. Đấy. Thì các em quan sát nào? Các em quan sát nào? Thấy là tài pi nó là gì? Nó mang giá trị âm 1, thấy không? Thì rõ ràng là cái âm 1 nó không thể là lớn nhất được. Phải không ạ? Câu này sai nhá. Được chưa? Rồi. Ok, con ý D thì sao nào? Ý D thì sao các em? Ý D thì sao? Ý D khó hơn tí này. Nhá, ý D khó hơn tí. Để cột 3x nhỏ bằng 0 với x chạy từ 0 đến pi. Khi x chạy từ pi đến 6 đến pi đến 2 và x chạy từ 5 pi đến 6 đến pi. Được chưa? Rồi. Ok chứ các em? Nào. Câu này làm thế nào đây? Đầu tiên này. Đầu tiên này. Các bạn thấy cái góc của chúng ta là 3x không? Cái góc của chúng ta là 3x không? Vậy thầy sẽ đổi sang một tí này. Thay đổi chữ x thành 3x cả nhá. Lúc này là thầy sẽ nhân 3 vào đây thì được là 0. Bèn bằng 3x. Bèn bằng 3π. X chạy từ 0 đến pi thay đổi sang là thành 0 đến 3π. Được chưa? Khi nào? Chỗ này thầy cũng nhân 3 vào đây. Nó sẽ thành 3π trên 2. Bên này cũng nhân 3 vào là pi trên 2. Hoặc thay đổi cái đề bài thì chỗ này thầy nhân 3 vào đây. Thầy nhân 3 vào x thì đây được 3π. Và đây được 5π trên 2. Thay đổi như thế để làm gì? Thay đổi như thế để làm gì? Mục đích của thay đổi đấy là thầy sẽ đặt 3x bằng t. Được chưa? Vậy thì lúc này nó trở thành đề bài đó là để cos t nhỏ bằng 0. Đấy. Với t, với cái giá trị của t chạy từ gì? 0 đến 3π. Khi t chạy từ pi đến 2 đến 3π đến 2
5π trên 2 bền bằng t bền 3π. Được chưa? Thay đổi như này để làm gì các bạn này? Tức ra cái hàm số cột tế, được chưa? Đấy. Cái hàm số cột tế về hàm số cột x thì nó cũng như nhau thôi được các bạn. Chỗ này thầy sẽ đổi cái trục x thành trục tế nha các bạn nha. Được chưa? Đổi chữ cái đi. Ở đây thay đổi cái 3x thành t, nó trở thành cột t. Vậy ở đây thay đổi cái trục tế này này, thay đổi cái trục tế này, nghe này, thay đổi cái trục tế này. Được chưa? Thì lúc này cái cột x trở thành cột t nha. Đấy, thay đổi đổi lại cái chữ cái đi, đúng không? Mình đổi lại cái chữ cái là được. Mình chỉ đổi lại cái chữ cái thôi mà, đúng không? Thì lúc này cái t đây là cột t thì nó cũng như nhau thôi, đúng không? Cái đô thì nó sẽ y chang nhau. Vậy chúng ta quan sát một tí. Với t chạy từ 0 đến 3π. Đây. Với t chạy từ 0 đến 3π thì cái cột x sẽ ấm khi nào? Nào bây giờ chúng ta cùng nhìn này, cái cột nó ấm ở chỗ nào nào? Cái cột nó ấm ở đây các bạn này. Khi cột ấm ấy, tức là cột nó nằm ở dưới cái trục quay các bạn. Đúng không? Có phải khi cái đô thi nằm ở dưới ấy, đúng không? Thì nó sẽ mang giá trị ấm không? Đó, ví dụ nằm ở dưới này thì nó mang giá trị ấm 1, ấm 0,5 các thứ ấy. Các em hiểu không? Đó. Thì các bạn quan sát thấy là để cho cột ấm ấy thì ta xem này, ta xem cái khúc này này. Có đúng là từ pi đến 2 đến 3 pi đến 2 thì từ 3 pi đến 2 đến 3 pi đến 2 thì cái cột này nằm ở dưới trục quay không? Tức là cột ấm chưa? Cái này đúng này. Ta kiểm tra tiếp, từ 5π đến 2 đến 3π, từ 5π đến 2 đến 3π thì các em thấy là cái cột nằm ở dưới trục hoành chưa? À như vậy là cột ấm luôn, chính xác. Vậy thì ý này là như nào? Ý này là đúng rồi. Các em có hiểu thầy giảng cái gì không nhỉ? Có hiểu được không? Có hiểu được không anh em nhỉ? Hiểu cái comment chữ H cái nhá. Hiểu đúng không nhỉ? Đấy thầy chỉ đổi cái chữ 3x thành chữ t thôi, lúc đó thì thay đổi thành cái trục t này, được chưa? À, cái chữ x thành đổi thành chữ t thì nó trở thành cột t. Đấy, lúc này thì mình cứ sử dụng đồ thì như bình thường nha. Ok, dễ hiểu. Có à, ok, Nguyễn Phương, ok. Được chưa? Rồi, thế nha. Thì đó là cái bản chất là như thế. Ta tiếp tục với câu hỏi số 15 này. Nào 15 này. Cho dãy số n. Đây, bây giờ là liên quan đến dãy số các bạn. Bằng an cộng 2 đi cho 2n trừ 1, với n là bằng 1. Với a bằng 4 thì số hàng thứ 3 là 14/5. À, với a bằng 4 đúng không? Rồi, các bạn làm câu này chưa nhỉ? Với a bằng 4 tức là lúc này nó sẽ thành là 4n cộng 2 chia cho 2n trừ 1. Được chưa? Vậy thì số hàng thứ 2, số hàng thứ 3 đúng không? Tức là U3 các bạn. U3 thì các bạn chỉ cần gì? U3 thì chỉ cần làm gì? Chỉ cần thay n bằng 3 thôi đúng không? Tức là 4 x 3 cộng 12 chia cho 2 x 2 trừ đi 1. Đó. Cái này được mấy không? 12 cộng 2 là 14. Đúng không? 14/3. Ok. 14/3. Đúng không? 14/3 nhá. Như vậy câu này là như nào? Câu này là như nào anh em? Được chưa? À xin lỗi, cái chỗ này là phải thay số 3 vào chứ. Đây là 5 nha. Đấy. Đúng, chính xác. Được chưa? Đơn giản, thay số 5 vào là xong. À thay số 3 vào là xong, đúng không? Đấy, n thay bằng 3. Cái đó. Với a bằng 4 thì số hàng thứ 5 là bằng bao nhiêu? Đấy, số hàng thứ 5 lúc này chỉ là mình thay 5 vào đây. Thay 5 vào n đúng không? Đấy, thay 5n thôi. Như vậy được 22/9. Ok, câu này đúng. Được chưa? Rồi, tiếp. Nào, ý xế bị đế thì khó hơn tí này. Bây giờ xét dãy này là dãy tăng hay là dãy giảm? Được chưa? Dãy tăng hay là dãy giảm? Thì cách để xét dãy tăng dãy giảm thì ta làm như sau. Đây. Nếu số hàng sau là thầy ký hiệu là UN cộng 1. Tăng tức là gì? Tăng tức là cái số 6 nó cứ hơn số trước ấy các bạn.
đúng không ạ? Vậy thì nếu mà mình lấy số 6 trừ đi số trước, thay kỳ hiệu là số 6 là UN cộng 1, còn số trước sẽ là UN, được chưa? Thì nếu mà cái hiệu này mà lớn không ấy thì người ta gọi là dễ tăng nhá, dễ tăng. Còn nếu như là gì, nếu UN cộng 1 mà trừ UN bén không thì người ta gọi là dãy ra, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta check lại xem là cái UN cộng 1 trừ UN là bao nhiêu nhá. Nào, bây giờ UN ra đấy đúng không ạ? Vậy thì các bạn sẽ tìm cho thầy cái UN cộng 1 nha. Bây giờ các bạn hình dung là cái UN cộng 1 tức là gì? Tức là mình sẽ thấy cái chữ N thành N cộng 1, đúng không? Chỗ nào có N thì mình thấy N cộng 1. Vậy chỗ này là mình có N này đúng không? Chỗ này mình cũng có N, vậy thì mình thấy N cộng 1 quá. Chuẩn chưa? Chỉ cho hai lần của N cộng 1 rồi trừ 1 nữa. Thầy có apply ở đâu không? Có em nhá, được chưa? Em vào trong phần tiểu sử của thầy, được chưa? Em sẽ tìm thấy kênh nha. Ok, chỗ này có N cộng 1, mình thấy N cộng 1, ok chưa? Vậy lúc này bạn được AN. Nhưng mà thường ấy, thầy để ý cứ apply video là thường ít người xem lắm, được chưa? Đấy, bởi vì chúng ta không có cái động lực để chúng ta ngồi xem lại mà không có sự tương tác. Cho nên là nếu mà có cơ hội để xem ấy thì tốt nhất là xem tại chỗ luôn, được chưa? Ừ, thầy ở Nghệ An em nhá. Rồi, cộng N cộng 2. Chỗ này sẽ là 2N cộng 1, đúng không? Rút gọn ra. Thế bây giờ mình sẽ lấy cái UN cộng 1 trừ đi UN sẽ bằng AN cộng N cộng 2 chia 2N cộng 1 trừ cái AN cộng 2 chia 2N trừ 1. Chuẩn chưa? Thế bây giờ ta quy đồng nhá. Ta quy đồng này. Quy đồng thôi. Lúc này các bạn sẽ lấy ra nhân chéo này. Được chưa? Nhân chéo này. Để mình biết nhân chéo đúng không? 2AN bình phương trừ đi AN cộng này. Lấy N nhân với 2N. Lấy N nhân với 2N thì được gì? 2N bình phương. Đó, 2N bình phương trừ đi. Lấy N tiếp tục nhân với âm 1 là thành trừ N ở đây. Được chưa? Rồi cộng tiếp với gì? Cộng tiếp với 2 nhân với 2N là thành 4N trừ 2. Rồi, ok chưa? Thay biểu tiền này nhé. Tiếp tục, chúng ta sẽ lấy cái thằng này. Đấy, trừ tiếp này. AN cộng 2 nhân với 2N cộng 1, tức là lấy 2AN bình cộng với AN cộng với 4N cộng 2. Đấy, tất cả chia cho 2N cộng 1 nhân với 2N trừ 1. Rồi, ok chưa? Bây giờ các em để ý này, 2AN bình với 2AN bình là hết, đúng không ạ? Được chưa? Rồi, tiếp nữa. Tiếp nữa. Ủa, hình như nhấn sai sai thế bạn. AN 2N bình cộng với 4N bình nhá. Chỗ này phải là 4N bình này. Được chưa? Đấy, 4N bình nhá, 4N bình. Phải không? 4N bình. Từ từ. Hình như nhân sai rồi. 2AN bình trừ đi 2AN cộng với 2N bình phương trừ đi N cộng 4N trừ 2. Cái vế thứ nhất là đúng rồi đúng không? Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Rồi, chỗ này là 2AN bình. Cái này là được 2AN bình này cộng với AN này cộng với 4N. Đúng, 4N mà nhỉ. Đấy, rồi cộng 12.
cái gì trên UN cộng 1 phải là AN cộng A cộng 2 à? À đúng rồi, sorry các bạn nhá, cái chỗ này là phải, cái chỗ này phải là cộng A cộng 2 này, thay biệt lộn này. Rồi ok các bạn nhá, thank you tất cả các bạn nhá, được chưa? Cái chỗ này phải nhấn lại xíu đấy, cộng A này, chuẩn chưa? Chuẩn bây giờ, chuẩn chưa? Bây giờ sửa lại dưới này một tí. 2 a n bình phương trừ đi a n cộng với 2 a n, chỗ này phải là 2 a n đấy, 2 a n trừ đi a cộng với 4 n trừ đi 2. Ok rồi, chuẩn rồi đấy nhá, chuẩn rồi đúng không? Rồi, như vậy chỗ này này, tiếp này. Chỗ này trừ AN cộng 2AN với cái này là cũng hết luôn, đúng không ạ? Rồi. Chuẩn chưa? 4N với 4N là cũng hết nhá. Còn lại mỗi trừ A. Còn lại mỗi trừ A. Ở đây là trừ 2 và trừ 2 là thành trừ 4 nữa. Đó. Chia 2N cộng 1 nhân với 2N trừ 1. Được chưa? Rồi, chỉ cần nhấn ra là được thôi. Cái chỗ này thì các bạn nhấn ra là được. Đấy, nhấn cẩn thận tí. Đấy, ra rồi nhấn nhiều khi nhầm, nó cứ sai sai. Đấy, ở đây các bạn để ý này. A lớn hơn trừ 4 đúng không? Đấy, A lớn hơn trừ 4. Mà A thì lại lớn hơn trừ 4 nữa. Tức là ấm A đúng không? Tức là ấm A thì nó sẽ nhỏ hơn 4. Vậy thì ấm A trừ 4 thì nó sẽ nhỏ hơn gì? Nhân không, đúng không ạ? Tức là cái tử số này các em này, cái tử số này là âm này, đúng không ạ? Cái tử số này âm, được chưa? Mà cái mẫu số là gì? À, cái mẫu số thì lại là dương các bạn, bởi vì n của chúng ta là lớn bằng 1, n của chúng ta lớn bằng 1 thì cái 2n cộng 1 là dương, đúng không? N lớn bằng 1 thì 2n sẽ lớn bằng 2, lớn bằng 2 trừ 1 thì nó vẫn dương thôi, đúng không ạ? Cho nên cả cái này nó sẽ mang dấu âm, đúng không? Đấy, cả cái hiệu N cộng 1 trừ đi UN này nó sẽ mang dấu âm. Tức là dãy này chỉ là dãy gì? Dãy giả các bạn nhé. Ok chưa? Dãy giả. Đã mới hiểu cái chỗ này không? Rồi. Như vậy là C là gì? C là sai đúng không ạ? Đó, C là sai. Còn ID nào? ID với A nhỏ hơn trừ 4. A nhỏ hơn trừ 4 tức là trừ A sẽ lớn hơn 4. Trừ A lớn hơn 4 thì trừ A trừ 4 sẽ lớn hơn 0. Đấy. Vậy thì trừ A trừ 4 mà lớn hơn 0 thì cả cái hiệu này sẽ gì? À cả cái hiệu này sẽ lớn hơn 0. Vậy tức là đây là dãy dãy tăng. Được chưa? Vậy cái này là sai nhá. Ok chưa? Rồi, các bạn đã hiểu câu này chưa? Đấy, thế nhá. Nó cũng đơn giản lắm, chẳng qua là cái chỗ này là các bạn sẽ phải nhấn chứ khó nhấn. Nhấn ra cho nó cẩn thận tí, được chưa? Đấy, thì chỗ này thầy nhấn hơi ẩu tí. Nó sẽ bị sai. Tiếp. Câu số 16. Liên quan này hình các bạn này. Có khúc nào cần phải xem lại câu 15 thì các bạn comment lại nhá. Thầy sẽ lệch câu. Cho tứ diện ABCD. Được chưa? Tứ diện ABCD. ABCD. BCD này. Rồi, câu này thì cũng rất là dễ thôi. Đây là A.
G là trọng tâm của BCD. Ok, G là trọng tâm thì các bạn thấy là trọng tâm của BCD đúng không? Thì các em chỉ cần kè một cái đường trung tuyến là đủ rồi. Thấy chưa? G đây. M là trung điểm của CD. Y là điểm thuộc đoạn AG. Y là điểm thuộc đoạn AG. Y đây. BI cắt ACD. Hả? BI cắt mặt phẳng ACD tại G. Nào, BI cắt ACD thì cắt ở đâu? BI cắt ACD thì cắt ở đâu nhỉ? Đấy các bạn đủ này nào. BI theo các bạn nếu mà muốn cắt ACD thì nó sẽ cắt ở đâu? Cắt ở đâu? Ở đâu nhỉ? Nó thuộc nhóm 3, đó là tìm giáo điểm giữa đường và mặt đấy các bạn nhá. Đúng rồi, chính xác. Đây. Rồi. Máy tính thầy biết, được chưa? Nhưng mà thầy không làm. Vì những cái câu đó ấy, nói thật là các bạn làm chỉ có ra đáp án thôi. Chứ còn ấy, các bạn không hiểu bản chất ấy, thì đi thi là chuột nhá. Được chưa? Thầy nói trước. Đấy. Bây giờ cấu trúc form mới đây nào rồi. Được chưa? Đứng cứ chỉ chăm chăm vào máy tính để mục đích chỉ để ra cái kết quả. Đấy. Bạn phải hiểu được là nó sẽ làm như nào chứ đúng không? Ở đây thì các bạn sẽ thấy này, cái BI này nếu mà mình đổi AM lại thì nó sẽ cắt được. Nó cắt được bởi vì sao? Nhớ là hai đường thẳng mà muốn cắt nhau ấy. Được chưa? Đấy. Cái gì thầy nói rí mấy bạn sợ không hiểu. Đấy, ở đây thì các bạn sẽ thấy là gì? BI nó sẽ cắt được AM các bạn. AM này nằm trong ACD nhá. Tại sao BI lại cắt được AM các bạn? BI tại sao lại cắt được AM? Bởi vì như này, nhớ này, hai cái đường thẳng. Thấy chưa? Hai cái đường thẳng mà muốn cắt được nhau thì nó phải cùng một cái mặt phẳng. Thì ở đây BI và AM cắt được nhau vì nó cùng mặt phẳng AB, BM, được chưa? Nhá, nó cùng cái mặt phẳng ABM. Nó cắt được ấy, nhá. Cho nên cái điểm dí nằm ở đây các bạn. Được chưa? Rồi. Ta xem nào. IA là gì đây? IA là gì? Đúng hay sai? AM sẽ bằng ACD giao với ABG. Nào. ACD này là cái mặt này đúng không? Và ABG. ABG thì thực ra là AB. AB gì các em? ABG thực ra là AB M thôi đúng không? ABG thì đổi sang như đây là ABG M đi. Thì các bạn thấy là ABM và ACD thì rõ ràng là gì? Giao tuyến là A AM, ý này là gì? Là đúng rồi, chính xác rồi đúng không? Đấy. Tiếp theo AGM thẳng hàng đúng hay sai các em? AGM thẳng hàng đúng hay sai? AGM rõ ràng là ừ, AGM thẳng hàng đúng không? Chính xác luôn. Con thấy 3 điểm AGM thẳng hàng đây. Quá dễ. G là trung điểm của AM đúng hay sai? G là trung điểm của AM đúng hay sai? Trung điểm không các bạn? Các bạn thấy điểm G này trung điểm không? À. Rõ ràng là sai rồi đúng không? Được chưa? G mà là trung điểm của AC được, AM được. Tiếp theo. ZG. Thì đang giao tuyển giữa ACD với BGG. Nào ta xem nào. ACD với là BGG. Đấy. Đúng hay sai các em? BGG. Đấy. Con thấy nào. G là trung điểm của BM. Không thầy ơi, không em nhá. G là trọng tâm mà em, đúng không? Nó sẽ phải chia đoàn BM thành 2/3 nhá, hai anh tú nhá. Các bạn thấy là BIG này này, BGG này này, đúng không? Với là ACD. Chuẩn chưa? Chuẩn là cái
cái giao tuyến chứ các bạn. Thứ nhất là cái điểm chung là điểm gì? Nếu mà các bạn hơi khó để nhìn hình, khả năng nhìn hình hơi kém thì các bạn nhìn như này. Đó là cái điểm D là điểm chung thứ nhất, đúng không? Được chưa? Ok chưa? Rồi. Rồi, Dũng đang buồn ngủ comment là D sai. Có bạn nào nữa không? Bạn nào nữa không? Nào. Xinh kiểu xấu xấu, D sai. Mơ Huyền sai. Hoàng Cương đi sai. Nào, nhìn này, thực ra cái mặt ACD ấy, được chưa? Thì các bạn nên đổi sang là mặt khác đây các bạn. Đó là mặt AMG. Hai mặt này như nhau đúng không các bạn? Để nhìn nhá, cái ACD đây này, để cho dễ nhìn hơn thì các bạn có thể đổi sang ACD này thành AMG đi các bạn. Có đúng không? Tam giác ACD với AMG thì nó chung cái mặt với nhau thôi, được chưa? Đều nằm trong một mặt cả. Thì thay đổi sang là AMG cho nó dễ nhìn. Đó chưa? Ok chưa? Rồi, thế bây giờ thứ nhất là điểm D là điểm chung. Đúng ạ. Thì các bạn sẽ gạch cái điểm D đi. D là chung rồi này. Thì các bạn sẽ gạch cái điểm D đi. Sau đó các bạn lấy AM xem có cắt được bệ D hay không. AM cắt được bệ D không? Nào. AM có cắt bệ D không? AM có cắt bê dí tài dí đúng không? Đấy chứ, dí chung. Đấy, tức là dế dí sẽ là giao tuyến. Đúng không? Tức là gì? Tức là D là cái điểm chung, là cái hiển nhiên này. Đúng không ạ? Đấy. Thì các bạn thấy cái điểm dí này nó nằm ở trên ACD chưa? Dí nằm trên ACD. Và cái thứ hai nữa là dí nằm trên B. B dế dí đúng không? Đấy, B dế dí luôn. Cho nên D sẽ là điểm chung thứ hai, thấy không ạ? Cho nên rõ ràng cái này sẽ là cái ý đúng nhá. Đấy, các bạn đổi sang cái mặt AMG có dễ nhìn hơn không ạ? Dễ nhìn hơn đúng không? AMG sẽ dễ nhìn hơn. Cái điểm D là điểm chung thứ nhất. Đấy. Và sau đó ta lấy AM cắt BG thì các bạn thấy là nó cắt được, nó cắt tay G. Đấy, chắc chắn là G sẽ là điểm chung nhá. Ok, hay quá Hoàng Cường, ok. Thank you em. Tiếp theo, chúng ta sang đến cái nội dung tự luận. Tự luận thì có những câu mà người ta cho điểm sẵn, ví dụ như câu 17. Câu này thì chắc ai cũng làm được, đúng không ạ? Đấy. Nào, thay lượt nhanh câu 17 nhá. Câu 17 thì chắc là ai cũng làm được. Câu này thì câu vượt điểm thôi, tức là cứu rỗi linh hồn thôi nhá. Thì bạn nào mà mất gốc thì các bạn xem câu này. Cái này thì đổi sang là giải phương trình lượng giác đúng không? Đổi sang là căn 3. Rồi mình chia 2 luôn nhá. Được chưa? Chia 2 luôn đi. Thì như vậy là các bạn ship code của, nhớ này, nếu mà bạn nào thi tự luận, có bạn nào thi tự luận ở đấy thì comment em nhá. Lớp mình có ai thi tự luận nhỉ? Ship code của căn 3 trên 2 chỉ là của pi đến 6 đúng không? Như vậy bạn được là trừ x trừ pi đến 6 sẽ bằng là pi đến 6 cộng với k 2pi. Và một nghiệm nữa sẽ là x trừ pi đến 6 sẽ bằng gì? Có nghĩa là alpha thì nghiệm kia sẽ là trừ pi đến 6. Được chưa? Đấy, k thuộc z. Nhớ này, thi tự luận thì các bạn phải để ra cái k thuộc z nằm ở sau nhá. Đừng có quên đấy. Thế như vậy là pi đến 6 cộng với pi đến 6 là thành gì nhỉ? Chuyển về là thành pi đến 3. Và một nghiệm nữa sẽ là 0 cộng K2pi với K thuộc Z. Và nhớ là đi thi tự luận thì chúng ta sẽ ghi là, vậy tập nghiệm của phương trình là S bằng pi đến 3 cộng K2pi. Và một nghiệm nữa là 0 cộng K2pi với K thuộc gì? K thuộc Z đúng không? Được chưa? Đấy.
nhá. Thì chắc là cái các bạn làm được đúng không? Đấy, thì thầy chỉ có nhấn mạnh một số các cái ý, ví dụ như là cá thì dệt đúng không? Đấy. Thầy lái buổi mô dô à? Em người Vĩnh à hay là người ở đâu nhỉ? Thứ ba thứ bảy em nhá. Được chưa? Bình thường sẽ là thứ ba thứ bảy, hoặc là có thể là sẽ có lịch đột xuất. Em có thể vào nhóm để nhận thông báo khi cần nha. Câu hỏi số 18 này. Chúng ta có hình chóp SABCD có đáy hình thang lớn. Hình thang thì chúng ta nhớ là vẽ như này nhá. Mình không ghi vậy mà mình ghi S. Ừ thì cũng được, không sao cả. Được chưa? Ghi mỗi S thôi cũng được. Thế nhưng mà ghi nguyên cả câu đầy đủ thì người ta sẽ đánh giá điểm của em tốt hơn. Đã. Chưa đăng ký học kỳ không thầy? Ủa có gì mà không kịp em? Bây giờ mới đầu năm mà. Cộng K2P và trừ K2P có giống nhau không? Như nhau cả em nhá. Bởi vì cái K là số nguyên. Được chưa? Thích cộng hay thích trừ gì cũng được. Nhưng mà nếu mà thi trắc nghiệm thì chúng ta nên để cộng K2P. Được chưa? Đấy. Cộng K2P đúng mà trừ K2P cũng được. Được chưa? Hai anh tú. Đấy, lúc này là AB người ta cho là bằng gấp đôi CD này. Ui giời. AB gấp đôi đúng không? Rồi. Rồi, ý là trung điểm của SA thì tìm giao điện à, ý là trung điểm à? Ý là trung điểm của SA. Đấy. Thì tìm giao tuyến giữa ICD. Đấy, tìm giao tuyến giữa ICD và SAB. Các bạn biết nhìn câu này chưa? Đấy. ICD và SAB tìm giao tuyến. Tìm giao tuyến giữa ICD và SAB. Đó. Được chưa? Thế câu này nếu mà mình trình bày kiểu gì nào? Thứ nhất thì chúng ta phải tìm ra hai điểm chung đúng không? Đấy. Thứ nhất là gì? Các bạn thấy là giữa ICD và SAB sẽ là có điểm gì là điểm dễ đầu tiên? Đó là mình có thể nhìn ra ngay, đó là điểm điểm Y đúng không? Điểm Y là điểm chung đầu tiên. Thứ nhất là bởi vì Y nó thuộc ICD. Đấy, nếu mà trình bày từ luận thì mình trình bày cho nó chi tiết vào. Và thứ hai là Y thuộc SA. Đấy, Y thuộc SA. Mà SA thì lại nằm trong SAB. Vậy thì từ đây thì bạn suy ra là Y là điểm chung, là điểm chung thứ nhất nhá. Đấy, nếu mà trình bày, nếu mà phải đi thi mà phải trình bày. Rồi, thứ nhất là như thế. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái thứ hai. Đấy, thứ hai là gì? Kéo CD cắt SB à? Kéo GI cắt BS, kéo GI cắt BS, kéo sao GI lại cắt được BS? Lại có bạn kéo CD cắt SB. CD sao mà cắt SB được? Ui giời ơi, học thế này thì chuốt nhá. Đấy. Ở đây các bạn để thấy là gì? Bình thường ấy mình sẽ gạch cái điểm Y đi đúng không? Thì các bạn sẽ lấy CD cắt được cái gì ở bên này. Đúng không? CD sẽ cắt được AB. Thế nhưng mà ở trong bài này thì các bạn thấy là C này nó lấy song song với gì? Cái này là tính cho song song đúng không? Đấy. CD này song song AB. Bình thường là CD sẽ cắt AB nếu mà chúng ta muốn tìm điểm thứ hai. Thế trong tình huống này thì CD lại không cắt AB mà nó lại song song. Vậy thì theo tính chất thì khi mà nó song song ấy thì từ cái điểm chung Y. Đấy, cách làm nhá, từ điểm chung Y ta kẻ một đường IX nào đó, được chưa? Đấy, IX nào đó nhá. Song song với cả AB và CD. Được chưa? Đấy, IX nha. Được chưa? Ok, thì đó là cái giao tuyến. Lúc này ta suy ra IX là giao tuyến giữa hai mặt phẳng. Đó rất là đơn giản như vậy thôi nhá.
Nhưng mà cái điều đơn giản này thì có vẻ như một số bạn vẫn chưa biết, được chưa? Ok. Đấy, ý ấy. Không cần phải cắt luôn, được chưa? Chỗ này không cần phải cắt luôn, cắt cũng được mà không cắt cũng được. Bởi vì người ta chỉ hỏi là giao tuyến. Ví dụ người ta hỏi các bạn thiện diện thì chỗ này nên lấy cái điểm cắt nhá. Còn nếu mà chỉ hỏi giao tuyến thì là ix thôi, đúng không? Ta tiếp tục với câu hỏi số 19. Cho anh cháu SABCD có đáy hình bình hành. Đấy nhá. Đáy hình bình hành. Gọi Y là trung điểm của AB. Y đây, Y trung điểm này. Rồi, mình nối hết. Đó. G là trọng tâm của AB. G là trọng tâm AB. Đấy là AB. Với trọng tâm thì chúng ta chỉ cần nối cái đường SI là trung tuyến này. Sau đó mình sẽ chia, mình sẽ chia cái SI thành 3 phần. G nằm ở đây. M là điểm trên cạnh AG, sao cho cái đoạn AG thì gấp 3 là 5M, tức là điểm M nằm ở đây. Đường thẳng qua M song song với AB cắt CI phải N. Đấy. Cái dữ kiện này thì để cho nhiễu thôi nhá. Đấy. Ta chứng minh GM. Cái dữ kiện này không cần. GM này, chứng minh GM này. Song song với mặt phẳng SCD. Được chưa? GM song song mặt phẳng SCD. Được chưa? Thế nhắc lại để chứng minh đường song song với mặt thì bạn làm như nào nhá? Để chứng minh đường song song với mặt. Ví dụ đường thẳng D mà song song với cái mặt phẳng P chẳng hạn. Thì ta sẽ chứng minh đường thẳng D nó song song với mấy đường ạ? Mấy đường các bạn? Một đường thôi đúng không? Tức là D song song với A. Mà A thì lại nằm trong P, tức là nó sẽ song song. Tức là ở đây này, để mà chứng minh GM song song với SCD thì bạn phải tìm ra được GM song song với một cái đường nào mà nằm trong SCD. Đấy. GM phải song song với thằng nào trong SCD. Theo các bạn. Đấy, theo các bạn. Nha. Để mà tìm ra được cái đường song song đó, nào liệu GM có song song SD không các em? Nào hai cái đường này có song song nhau không? Hai đường này song song không? Rồi. Rồi bạn sinh thì comment SD. Rồi Dũng không, LT có, Dũng đang bốn ngu có. Rồi Minh Tâm nổi ID. Bờ nóc có. Úi giời. Đấy. Sai rồi, sai hết nhá. Làm gì song song đó các bạn. Đấy chưa? Không song song nhá, đấy chưa? Không hề song song các bạn nhá. Được chưa nào? Không hề song song nha. Hai đường này không hề song song, nhìn quá tưởng song song, không hề song song. Được chưa? Đâu có chứng minh được song song đâu. Hai đường này không song song đâu. Nha. Hai đường này nhìn quá tưởng song song chứ không song song đâu. Cái này phải song song với một đường khác. Được chưa nào? Một đường khác các bạn ạ. Đường gì? Đường gì? Đây này, thầy gợi ý nhé. Đầu tiên bước 1 ta phải làm gì đã? Hiện tại bây giờ ấy, nó có song song với đường nào có sẵn không? Có sẵn không? Có sẵn không? GM song song với một đường nào thuộc SCD có sẵn không? Có sẵn với đường nào song song không? Không song song với SD các bạn nha. Được chưa? Không song song đâu. Mà nó sẽ phải vẽ thêm. Thì sao? Vẽ thêm. Với vẽ thêm thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ làm gì? Nối cái gì để vẽ thêm? Nối cái gì để vẽ thêm? Nào.
Lời comment xem nối cái gì để vẽ thêm ạ. Nối cái gì cả lực. Nối cái gì nhỉ? Các bạn không biết à? Trời ơi. Thế hình học nón như thế à? Nào. Đây. Hay nối này các bạn, nối ý với mơ nhá các bạn nhá. Được chưa? Kéo thẳng ra, manh tay lên, kéo thẳng ra, nó cắt thằng nào ạ? Cắt thằng nào? Cắt thằng nào? Cắt được thằng gì? À, cắt được thằng CD các bạn ạ. Vì sao lại cắt được CD? IM, tại sao lại cắt được CD? Lại có bàn comment SD nữa. Có bàn comment SD nữa. Đúng rồi, nó cắt được. Đấy, sao lại cắt AD? IM là cắt AD tại M đấy mà. IM phải cắt CD nhá. Bởi vì IM với CD đều nằm ở dưới đáy cả, đúng không? Đúng rồi, chỉ sáng hai đường một cắt nhau. Đấy, không phải cứ đi qua nhau là nó sẽ cắt nhau nha. Học trong hình không gian phải nhớ một câu đó là không phải cứ đi qua nhau là cắt nhau. Đấy chưa? Đấy, không phải cứ đi qua nhau, qua đời nhau là cả bạn yêu nhau. Đấy, cứ vài năm trong một mặt phẳng thì nó mới cắt nhau. Ví dụ IM thì nằm ở dưới đáy, thấy không? Nó nằm ở dưới cái mặt đáy ấy. CD nó cũng nằm ở dưới cái mặt đáy ấy, được chưa? Thì khi đó thì IM với CD nó mới cắt nhau được. Nha, hình không gian đó các bạn phải nhìn như thế. Đấy, nó phải nằm. Chứ còn SD thì nằm chéo, nó chếch lên như này thì làm sao mà cắt được, đúng không? Cái đường SD nó bắn thẳng lên, nó giống như cái cột đinh ấy các bạn. Làm sao mà cắt được SD, đúng không ạ? Rồi, vậy thì thầy sẽ gọi đấy là điểm K nha, điểm K. Vậy thì làm thế nào để chúng ta chứng minh được nó song song? Cách để chứng minh song song thì một là các bạn dùng đường trung bình này, dùng đỉnh để ta led này. Đấy, được chưa? Đa phần là đỉnh ta led thôi, được chưa? Để chứng minh song song ta led, chính xác, ta led nhá. Vậy thì đây, lúc này các em có thể tưởng tượng là thằng GM sẽ song song với ai đấy? Lúc này các em tưởng tượng ra nào, tưởng tượng nào, thằng GM song song với ai ạ? GM song song với ai đấy nhỉ? Chính xác rồi, đó chính là SG, SK đúng không? Nó sẽ song song với SK nhá. Đấy, song song SK nhá, GM song song SK. Vậy thì để mà chứng minh được GM song song SK thì chắc chắn là ta có là cái thằng IG này, đúng không ạ? Chia thằng IS, các bạn thấy không? IG chia IS là bằng 1/3. Vậy nếu bạn chứng minh được IM chia IK cũng là 1/3 thì là quá ok. Được chưa nào? Lỡ mình có chứng minh được IM chia IK cũng là 1/3 không? Nào thầy nhắc lại này. Bốn thằng GM này song song với SK thì bạn phải chứng minh được IG chia IS là 1/3 đó nha. Vậy thì bạn phải chứng minh là IM chia IK cũng phải ra 1/3 đúng không anh em nhỉ? Đấy. Rồi ok, Lê Tú comment AI song song DK. Đấy. Chính xác, AI song song DK. Menelaui đã, Menelaui quá phức tạp với bài này, được chưa? Sao là phải cần Menelaui trong cái bài này nhỉ? Ta lẻ thôi là đủ rồi, được chưa? Chứng minh song song chỉ cần ta lẻ thôi. Còn Menelaui để tính mấy cái bài tỉ số ấy các bạn. Chữa gì đây thầy? Chữa môn toán em. Nọc Nisi, Sisi. Đấy. Đây các bạn sẽ để chỗ thay như sau này. Đầu tiên là các bạn sẽ thấy là cái thằng AI song song với JK, đúng không? Cái thằng AI này song song với thằng JK, nếu mình thấy chưa? Lúc này các em sẽ thấy là song song thì suy ra ta led, đúng không? Ta led này thì ở dưới dạng là ta led theo kiểu đồng hồ cát đấy các bạn. Đấy, cái đồng hồ cát như này. Nếu cái này song song cái này thì cũng sẽ có ta led nhá. Lúc này các bạn sẽ thấy này, cái thằng IM này chia cho MK chính là bằng AM chia gì? MD đúng không các em? Đấy. Lúc này thầy nhắc lại này, IM này chia MK đúng không? Sẽ bằng AM chia cho MD nhá. Đấy, IM chia cho MK bằng AM chia cho MD, tức là đây là bằng mấy? AM là 1 phần, MD là 2 phần, tức là tỷ lệ 1 chia 2 thôi. Đúng không?
Tức là đoạn MK này là chiếm hai phần nhá. Được chưa? MK là chiếm hai phần, IM chiếm một phần. Vậy ta có thể suy ra là IM chỉ cho IK. Đó. Lúc này là IM là một phần. IK lúc này các bạn quan sát này. IK lúc này nó chiếm đến tận 3 phần đúng không ạ? Tức là 1 chia 3. Vậy thì suy ra ở đây là cái IG chia cho IS đúng không? Đấy, lúc này cái IG chia cho IS nó bằng luôn với IM chia IK là đều bằng 1/3 đúng không? Đó, vậy tiếp theo là thì chúng ta sẽ có thể suy ra là gì? Ta lại đảo nhá. Thì có thể là suy ra là GM sẽ song song với S, SK. Mà SK thì là gì? Lấy 5 trong SCD. Vậy thì GM sẽ song song với SCD. Thấy chưa? Đấy. Ok, thấy chưa? Đấy, IG chia IS bằng IM chia IK. Vậy là 1/3 à. Nhá. Ok, hiểu luôn đúng không? Dễ hiểu quá thầy ơi. Ok, tuyệt vời. Thấy chưa? Đấy. Cái định lý tắc lẻ thì có hai kiểu, một là kiểu đồng hồ cản như thế và hai là kiểu tam giác. Nhá. Rồi, anh em hiểu rồi đúng không? Ta tiếp tục với câu hỏi số 20 nhá, 20. Liên quan đến bài dãy số. Bài toán thực tế, thấy chưa? Xu hướng ra đề của năm nay nếu mà bạn nào để ý là đề của 2K7 là đề thực tế nó rất là dài các bạn. Thì 2K8 rồi cũng chuẩn bị thôi. Tất cả những cái bài toán thực tế là các em phải để ý nhá. Không có bấm máy tính như hồi xưa đâu các bạn. Đắc nghiệm 50 câu như hồi xưa đâu. Thì những cái kỹ thuật bấm máy tính là nó sẽ rất là cần. Nhưng bây giờ là gần như nó không bấm được các bạn. Chào chào. Ok, câu này thì chắc là làm được đúng không? Nào. Bạn nam tiết kiệm để mua một cái guitar có giá 400 đô. Thấy chưa? Cái này đọc là đô đúng không? Đóng tuần đầu tiên nam để dành 42 đô. Và trong mỗi tuần tiếp theo, được chưa? Đấy. Nam lại thêm 8 đô. Đấy. Hỏi tuần thứ bao nhiêu thì nam có đủ tiền. Bài này là bài toán liên quan đến cái gì nào? Bài toán liên quan đến cái gì? Bài toán gì? Thầy hỏi các bạn này, cái 42 đô này chính là cái gì? 42 đô này là cái gì ạ? Đúng rồi, Lê Tú comment cấp số cầu chính xác. Vậy thì mình sẽ cần phải hiểu rằng mình phải chuyển hóa tất cả những cái đại lượng này trở thành cái liên quan đến cấp số cộng nhá. Bọn em chưa học cái cấp số cộng á, học chậm thế nhở? Đúng rồi, chính xác. Cái này là U1 là bằng 42 đô, đó là số hàng, người ta gọi là số hàng đầu tiên của cấp số cộng. Cấp số cộng là cái gì? Cấp số cộng là những cái số mà cách đều nhau á, mình có thể hiểu như vậy, được chưa? Đây, 42. Rồi, chúng ta có một cái đại lượng nữa, đó là liên quan đến bạn nam này tiếp tục bỏ 8 đô mỗi tuần. Tức là chúng ta hiểu rằng là cái công sai này đấy là 8 đô. Tức là cứ cộng thêm 8, cộng thêm 8, cộng thêm 8, cộng thêm 8, được chưa? Đấy. Và người ta hỏi là tuần thứ bao nhiêu. Đấy. Tuần thứ bao nhiêu tức là ý là team N đây các bạn nhá. Đấy. Tuần thứ bao nhiêu tức là team N đấy. N không mấy đấy, có thử N không mấy đấy nhá. Bây giờ vậy thì cái số tiền của nam này, cái số 400 này là cái gì nào? Theo các bạn, cái số 400 này là cái gì? Số 400 là gì? SN à? UN à? Tổng à? Không phải. Đây, nó chính là cái không phải tổng mà cũng không phải UN. Được chưa? Không phải tổng mà cũng không phải UN nha. Lúc này này, cái UN của chúng ta theo công thức sẽ là U1 cộng với N trừ 1 nhân D. Trong đó thì cái này là 42 cộng với N trừ 1. D là 8 đúng không? Thì chỉ là 8 N. 42 mà trừ 8 được bao nhiêu là lực? 42 mà trừ 8 thì được bao nhiêu?
42 trừ 8 thì được là 34, phải không? Đây. Vậy UN không phải là 400 các bạn. UN là số tiền 6N tuần. Số tiền 6N tuần. Đấy. N tuần. Và cái số tiền này muốn mua được đàn guitar ấy, thì nó phải lớn hơn hoặc bằng 400. Đó. Nó phải lớn bằng 100 nha. Lớn hơn cũng được, mà bằng cũng được. Vậy lúc này ta tìm được N. N sẽ lớn bằng, ta lấy 400 trừ đi 34. 400 trừ đi 34. Sau đó các bạn chia 8 thì kết quả được 45,75 nha. 45,75. Đấy, tức là N là số tự nhiên thì nó sẽ là bằng 40,16. Được chưa? Đó. Số tiền của bạn này muốn nhận được sẽ là phải là lớn bằng 100. Thì lớn hơn 100 nó mới mua được chứ sao? Đúng không ạ? Đúng rồi. Tức là tuần thứ 46 nhá. Đấy, tuần thứ 46 là bạn này bắt đầu mua được. Được chưa? Hiểu cái vấn đề chưa? Đó. Ok. Ta tiếp tục. Câu hỏi số 21. 21 nào. Thì cũng rất là dễ luôn này. Được chưa? Nhưng mà đọc D thì nếu mà đọc D thì cũng hơi ấy đấy này. Một cái cổng và một trung tâm thương mại có hình dạng là một phần của đồ thị hàm số. Đấy. Cái cổng này nó là hình dạng của hàm cột. Nhớ là hàm cột với hàm sin thì nó sẽ có kiểu lớn sóng như này nhá. Thì cái cổng nó sẽ là một phần của cái đồ thị này. Đúng không? Cái cổng nó là một phần của đồ thị này. Có hai điểm A và B nằm trên cổng. Và C và D là nằm trên mặt nền. Đấy, đây là mặt nền các bạn. Được chưa? AB nằm trên cổng. Đây là AB. Nằm trên cổng. Và CD nằm trên mặt nền. Sao cho ABCD là hình chữ nhật. Đấy. ABCD là hình chữ nhật. Được chưa? Rồi. Người quản lý trung tâm thương mại một lắp cái cửa tự động vào hình chữ nhật, tính diện tích của cái cửa, biết chiều cao của tính diện tích của cái cửa cần lắp, biết chiều cao của cái cửa, cái đoạn này là 3 mét, đó, được chưa các em? Ok chưa? Đề khó, câu này cũng bình thường. Bình thường thôi. Nào, mấy cái bài kiểu như này mà nó cho cái cổng kiểu như này, thấy chưa? Thì thường đó, cái phương pháp để làm đó là chúng ta sẽ ghép cái trục tọa độ vào đây. Đó, mình ghép cái trục tọa độ vào đây. Trục X, trục Y vào đây. Thấy chưa? Ok chưa? Để mà tính được cái diện tích của cái cửa này, tức là diện tích của hình chữ nhật ABCD đấy. Đấy. Cái cửa là ABCD nhá. Đúng rồi chị xem. Ở lớp 10 là hẳn sẽ cũng có tương tự, là chỉ là cái parabol thôi. Lớp 11 thì mình đổi sang cái hàm lượng giá. Lúc này này là mình đã có được cái chiều rộng là 3. Bây giờ mình muốn tính chiều dài. Muốn tính chiều dài tức là mình sẽ tính cái đoạn từ dế đến ố thôi. Đúng không? Tức là tìm cái hoành độ, cái x là được. Cái đoạn này là x này. Nhá. Tìm cái x này. Thì các em để ý này, cái điểm A ấy thì có cái chiều cao là 3 mét, tức là cái y là 3 đấy. Còn x là bao nhiêu chưa biết, được chưa? Các bạn để ý nhá. Cái 3 mét này, cái 3 mét này, nó chính là cái tung độ của điểm A.
đây đúng không? Nếu mình chiếu sang đây, mình chiếu sang đây thì cái khúc này chỉ là cái tung đồ điểm A, và tung đồ điểm A nó chỉ là bằng 3, đúng không? Còn nếu mình chiếu xuống đây, mình chiếu xuống đây thì cái đoạn này là tung cái hoành đồ của điểm A và chính là bằng đoạn này. Tức là chúng ta đang phải tìm x. Các em hiểu cái chỗ này không nhỉ? Đây x ấy, tìm x ấy. Mà A thì lại thuộc cái gì? A thì lại thuộc cái hàm số y bằng 2 cos x trên 2 x trên 2 cộng 2. Thì khi mà một điểm mà thuộc cái hàm số ấy, các em lưu ý, một điểm mà thuộc hàm số thì mình được quyền mình lấy cái điểm tọa độ thay vào đây. Y thì thay bằng số 3, còn x thì vẫn là chữ x thôi. Được chưa? Lúc này chúng ta sẽ có là 2 cột của x trên 2 sẽ bằng 3 trừ đi 2 1. Hay nói cách khác thì cột của x trên 2 nó sẽ bằng 1 phần 2. Đúng không ạ? Rồi. Bắt đầu hiểu vấn đề rồi đúng không? Bắt đầu hiểu vấn đề chưa? Lúc này các bạn sẽ đổi sang là cos của x trên 2 chính là cos của pi trên 3. Vậy bạn được x trên 2 sẽ bằng pi trên 3 cộng cả 2 pi, và x trên 2 sẽ bằng trừ pi trên 3 cộng cả 2 pi. Vậy tương đương ở đây x sẽ bằng pi trên 6 cộng với cả pi. Và phải nhân 2 lên chứ, 2 pi trên 3 cộng với 4 k pi, chuẩn chưa? Ở dưới này sẽ là bằng trừ 2 pi chia 3 cộng với 4 k pi. Lỡ mình làm để đây hiểu chưa? Đó, như vậy cái A của chúng ta ấy, nếu mà chiếu vào đây này là 3 này, đúng không? Đó, nhưng mà chiếu vào đây này thì cái đoạn này sẽ là 2 pi trên 3. Đấy, trừ 2 pi trên 3 nhé. Nếu mà chiếu vào đây, chiếu vào đây sẽ là trừ 2 pi trên 3. Đó. Thì tương tự cái điểm B nó cũng sẽ là 2 pi trên 3 đó. Đó. Đúng không? Đoạn này là 2 pi trên 3. Được chưa? Vậy thì diện tích của hình chữ nhật ABCD sẽ lấy dài là 3. À, rộng là 3 nhân với dài ở đây là cái đoạn DC này này, cái đoạn DC này các bạn, cái đoạn DC này đấy, lấy trừ đó, đúng rồi, lấy trừ đấy. À, cái đoạn DC nhá, cái đoạn DC lúc này sẽ là gì? Cái đoạn DC lúc này sẽ là bằng hai lần, cái đoạn này là đồ lớn là 2 pi trên 3, chỗ này cũng là 2 pi trên 3 thì nó sẽ là 4 pi trên 3. Vậy thì chỗ này sẽ là 3 nhân với 4 phần 3 thì bằng gì? Bằng 4 pi. Thấy chưa? Chỗ này diện tích là 4 pi. Nha. Ok, là mình hiểu chỗ này nha. Đó. Cũng đơn giản mà. Đúng không? Rồi. Đơn giản. Nào, đột câu 22, câu cuối cùng. Cuối cùng nha. Có 22 nè. Chỗ này là số 2 nha. Giả sử nhiệt độ, câu này là liên quan đến hàm lượng giá. Đấy, hàm lượng giá nào. Giả sử nhiệt độ bên trong của một căn phòng 6 tê giờ với T chạy từ 0 đến 12. Kể từ 12 giờ trưa, được tính theo công thức như này. Đây là cái nhiệt độ của một căn phòng. Đấy, kể tính từ lúc 12 giờ trưa là cái biểu thức này. Biết rằng tập giá trị của T là A đến B, tức là ý của bài này là tìm tập giá trị thôi, cái này rất là dễ. Được chưa? Cái này rất là dễ nhá. Tìm tập giá trị. Biết T chạy từ 0 đến 12 nhá, được chưa? Lưu ý, T chạy từ 0 đến 12. Nào, muốn biết được nó chạy từ bao nhiêu đến bao nhiêu ấy, đầu tiên chúng ta phải xuất phát từ cái cột. Bình thường cái cột thì sẽ chạy từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Nào, bình thường cái cột sẽ chạy từ, đúng rồi, tập giá trị chính là tìm mắc và tìm min nhá. Bình thường cái cột nó chạy từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Đúng rồi, cái cột nó chạy từ 1 đến 1.
Nhưng mà từ từ đã nha. Cái hàm số này t chạy từ 0 đến 12 thì liệu cái cột này có chạy từ trừ 1 đến 1 nữa hay không? Nào. Làm thế nào để chúng ta biết được rằng nó có chạy từ trừ 1 đến 1 nữa hay không? Chúng ta cùng vào chức năng table. Gõ cái cột của PD2, lỡ đâu nó chạy từ 0 đến 1 thôi thì sao, đúng không? Đấy. Thì chúng ta cần phải xem là chạy lại cái table một tí. Được chưa? Mình sẽ chạy table này. Với x nó chạy, x ở đây nó tế đấy con. Đó. Mình sẽ chạy từ 0 đến 12, được chưa? Đó. Hiểu không? Lúc này 12 công thức của chúng ta sẽ lấy là cuối trừ đầu chỉ cho 20, 12 trừ 0 chia 20. Chia 20. Các bạn xem thử là cái cố của chúng ta là lớn nhất là bao nhiêu, nhỏ nhất là bao nhiêu. Lớn nhất là 1 này. À, nhỏ nhất là âm 1 các bạn. Rất là máy nha, câu này rất là máy, đó là cái cột nó chạy từ trừ 1 đến 1. Các bạn có hiểu thầy làm cái gì không? Có hiểu không? Câu này rất là máy nha, để cho bạn nào kể cả không để đến cái điều kiện này thì câu này thầy ra hơi nhẹ nhàng một tí. Được chưa? Câu này ra hơi dễ dãi, cái này gọi là hơi dễ dãi. Tức là nếu mà ông nào quên mất cái điều kiện 0 đến 0 đến 12 ấy. Mà giả sử như cái cột này mà chạy từ 0 đến 1 ấy, thì nếu mà các bạn cứ để mà chạy cái cột này chạy từ trừ 1 đến 1 là sai nhá. Đấy, cái câu này hơi dễ dãi thì nó vẫn chạy từ trừ 1 đến 1 với cái t chạy từ 0 đến 12. Rất là may. Được chưa? Chỗ này chúng ta sẽ nhân 5 vào đây. Được chưa? Đấy. Vẫn có bạn tưởng này, em tưởng cột luôn chạy từ trừ 1 đến 1, sai nhá. Em tưởng luôn chạy từ trừ 1 đến 1, đó là với cái trường hợp mà gì? Cái góc của chúng ta là người ta không cho điều kiện. Góc của chúng ta chạy thoải mái. Được chưa? Thế khi mà người ta cho điều kiện là x chạy từ bao nhiêu đến bao nhiêu thì em sẽ cần phải chạy lại xem cái cột nó chạy từ bao nhiêu đến bao nhiêu nữa. Nhá. Cho nó không phải lúc nào cũng chạy từ trừ 1 đến 1 nữa. Đâu. Cái này thầy nhắc nhiều lần rồi. Được chưa? Rồi. Lúc này các bạn sẽ cần phải cộng thêm cái gì? Cộng thêm 26. Thì bên này được 31. Bên này được 26, cộng 26 nữa thành 21 à, phải không nhỉ? Đấy. Vậy lúc này cái tập giá trị t của chúng ta sẽ chạy từ 21 đến 31. Tức là cái này là A đấy các bạn. Được chưa? Còn cái này là B nhá. Vậy thì A cộng B sẽ bằng là 21 cộng 31 thì thành 50, 52. Được chưa? Rồi, ok. Như vậy là thầy đã chữa xong câu này, các bạn đã hiểu chưa? Đó. Thầy sẽ up cái file lời giải này vào nhóm. Và bạn nào cần luyện lại thì các bạn có thể luyện nhá. Cái đề số 2 thì nó khó hơn cái đề này các bạn. Đề này hơi nhẹ nhàng. Nhá, hơi nhẹ nhàng. Tiếp đi thầy ơi á. Đấy, đây này có 22 câu thôi mà, theo cấu trúc của bộ mà. Được chưa? 22 câu. Thế buổi tới thầy sẽ lại cái số 2 nha. Bạn nào mà chưa vào nhóm ấy, được chưa? Các bạn thì vào phần tiểu sử của thầy nha, vào phần tiểu sử nha. Các bạn vào phần tiểu sử. Được chưa? Vào phần tiểu sử thì các bạn sẽ thấy cái link nhóm để vào. Nha. Trong đó thì thầy sẽ up cái file đề trước và video chữa lên và cả file viết tay lên luôn. Được chưa? Ngoài ra thì có thể thầy sẽ tăng thêm một số các cái đề giữa kỳ khác. Đúng rồi, thầy gửi đáp án vào nhóm nhé. Em xin nick like. Nick like của thầy sẽ là thứ 3 và thứ 7 lúc 21:45 nhé. Đấy nhá. Nếu mà có thay đổi thì thầy sẽ gửi vào nhóm. Được chưa? Rồi. Còn hôm nay thì thầy sẽ like để đấy thôi nhá, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi nghỉ thôi nhá. Chúc các bạn thi tốt. Bye bye.